Thế thì để mà tìm hiểu về cái dự án này thì chúng ta sẽ đi một lượt các cái câu hỏi, bởi vì chúng ta với vai trò là một nhà đầu tư thì chúng ta luôn luôn đặt ra những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là nó là cái gì đấy? Đầu tiên anh em hỏi nó là cái gì đấy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là nếu mà tôi đầu tư thì liệu nó có an toàn không? Nó có bị cái vấn đề gì không? Rủi ro gì không? Đấy. Rồi tính thanh khoản như thế nào? Rất nhiều người đầu tư rồi nhưng mà khi mà muốn rút tiền ra không rút được. Đấy, muốn chuyển về USDT, muốn chuyển về Việt Nam đồng thì rất là khó khăn. Đó thì cũng đấy là một cái câu hỏi mà thường xuyên nhà đầu tư anh chị em đều phải nghĩ đến khi mà chúng ta đầu tư. Cái tiếp theo nữa là khi mà an toàn rồi thì chúng ta mới nhắc đến lợi nhuận. Chứ còn rất nhiều người mà ban đầu là cứ nhìn thấy lợi nhuận mà mở mắt là xông vào ấy, thì rủi ro rất lớn, đúng không anh chị em? Lợi nhuận mà cao nhưng mà không an toàn thì sao ạ? Là chúng ta cũng không tham gia. Lợi nhuận mà thấp quá thì kể cả an toàn, ví dụ như thấp quá như gửi ngân hàng thì rất là an toàn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà lợi nhuận thấp quá thì chúng ta không tham gia. Như vậy là gì ạ? Ở đây là chúng ta sẽ phải tìm một cái nào đấy nó cân đối, nó vừa mang tính chất là gọi là tương đối an toàn nhưng mà nó vừa mang tính chất là đem lại cái lợi nhuận nó gọi là phù hợp với cả nhu cầu của mình. Có những người yêu cầu cái lợi nhuận rất cao, có những người yêu cầu cái an toàn cao, thì cái này nó mang tính chất là phù hợp anh chị em nhé. Rồi tiếp theo nữa đó là khi mà tôi đầu tư ở đây, tôi tham gia ở đây thì những cái rủi ro mà tôi có thể gặp được phải là gì, ok không ạ? Những rủi ro mà tôi có thể gặp phải là gì? Đấy. Rồi sau khi mà chúng ta biết, chúng ta đã gọi là giải đáp những cái câu hỏi như vậy rồi thì chúng ta sẽ cần có những cái chiến lược đầu tư. Đầu tư là chúng ta cần phải có chiến lược, thì cái mục chiến lược đầu tư cộng với cả cái mục 7 là cái mục affiliate, thì đây là cái mục nó dành cho anh chị em nào mà sau khi nghe năm cái mục bên trên mà anh chị em thấy ok đó, thì mới triển khai hai cái bên dưới. Còn nếu anh chị em mấy năm cái mục trên anh chị em đã thấy không ok thì không sao cả, chúng ta chỉ việc đơn giản đấy là chúng ta gì ạ? Không tham gia, đúng không ạ? Chúng ta có thể đặt câu hỏi, nếu mà Huy giải đáp mà anh chị em cảm thấy ok thì anh chị em tham gia, không không thấy phù hợp thì anh chị em có thể tìm hiểu thêm. Đó, thì lúc đấy mình sẽ gọi là tham gia sau, ok không ạ? Nhá, thì đấy là cái mà những cái nội dung mà chúng ta sẽ đi trong buổi tối ngày hôm nay, và Huy sẽ chia sẻ nó thật là nhanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là Ubitech là gì. Đấy. Chúng ta có thể đọc là Ubitech hoặc là UbitX. Bản chất nó là Ubit và Exchange. Ubit Exchange tức là sàn giao dịch Ubit. Đấy nhá. Cho nên là đọc chuẩn là đọc Ubit. Đấy. Nhưng mà có nhiều anh em là đọc Ubitech thì cũng được. Đấy, còn đọc UbitX thì cũng được, từ XX thì nghe nó có vẻ không không sang mồm lắm. Thôi mình cứ đọc UbitX thôi nhé. Sau là Huy cứ viết tắt, đọc tắt là UbitX anh em nhé. Đấy, bởi vì ngoài UbitX, sàn UbitX ra, đấy, ngoài UbitX Exchange ra thì nó còn UbitX Launchpad, rồi UbitX Social, rồi UbitX Visa Card. Đấy, thì nói chung là tất cả nó gắn với chữ UbitX. Đấy ạ. Ví dụ như là mạng xã hội của Ubit là gì, rồi là thẻ Visa của Ubit là gì đấy, thì những cái đấy là sau chút nữa chúng ta sẽ được giới thiệu. Thế thì đầu tiên Ubit là gì? Ubit là một nền tảng giao dịch thân thiện, thông minh, đơn giản cho cả người mới hay các chuyên gia trong lĩnh vực crypto. Thế câu hỏi đặt ra là ủi bây giờ nhiều sàn lắm rồi, bây giờ ra một cái sàn mới thì có cái gì đâu, có đúng không ạ? Rồi đúng vậy, thì chúng ta cũng tương tự như vậy, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều sàn ở trên thế giới. Ví dụ như ở trên CoinMarketCap thì hôm nay Huy vừa mới check thì nó có khoảng độ 258 sàn. Còn trên cái trang giá coin.org thì nó đang có khoảng độ 750 sàn. Đó, thì đấy là những cái sàn về crypto mà gọi là nổi tiếng hoặc có uy tín đã được list trên các cái trang đó. Thế thì mà anh chị em chúng ta đều biết rằng trong thị trường crypto hoặc là trong bất kể thị trường nào, trên sàn chứng khoán hay là forex vàng, thì cái người mà kiếm tiền được nhiều nhất, ổn định nhất, đều nhất đấy là sàn, đúng không ạ?
thằng sàn luôn luôn thắng không bao giờ thua, đúng hay rất đúng, sàn luôn luôn thắng không bao giờ thua. Cái đội thứ hai kiếm được tiền đấy là đội cá mập, đội lái giá, cái đội mà rất nhiều tiền và nó thích giá lên là lên, thích giá xuống là xuống đấy. Thì cái đội đấy là cái đội tạo ra sóng thị trường đấy, thì cái đội đấy nó cũng sẽ gì ạ, nó sẽ kiếm được. Cái đội thứ ba kiếm được đấy là đội các cái chuyên gia, những cái người mà rất là am hiểu thị trường, lăn lộn trong thị trường rất là nhiều năm và họ bám theo các cái sóng, họ bám theo các tín hiệu của cá mập ABC các thứ đấy, và họ là những cái người mà kiếm được tiền. Cái đội thứ tư là thường cái đội mất tiền là cái đội nào ạ? Đội F0, ít tiền mà lại dạ, ít kiến thức, ít kinh nghiệm, là những người mới tham gia thị trường. Đội này thường là mất tiền, kiếm được thì cũng kiếm nhưng mà sau một thời gian lại mất. Đấy, cứ kiếm được lại mất, cứ kiếm được lại mất. Đấy, đấy là lý do tại sao mà Huy lựa chọn cái phương án là copy chơi chơi theo cái đội mà chuyên gia. Đấy là cái một cái mảng của Huy. Như vậy là chúng ta biết rồi là sàn thì lúc nào nó cũng chỉ có thắng này, ít khi thua lắm. Thua chỉ khi nào mà sàn đấy không có người thì mới thua thôi. Như vậy là gì ạ? Để mà một sàn thành công thì nó cần các yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất đấy là yếu tố về thành viên. Vì vậy mà các cái sàn đều đua nhau để hút thành viên. Đấy. Và sàn nào có chính sách hút thành viên gọi là tốt hơn. Đấy, nó giống như là sàn nào ưu đãi nhiều hơn, quảng cáo nhiều hơn, rồi hút được nhiều thành viên hơn thì sàn sàn đấy sẽ thành công. Tức là về cơ bản các cái sàn, các chức năng nó đều như nhau anh chị em đúng không ạ? Các chức năng các sàn đều đặt lệnh rồi future rồi spot rồi long short rồi đặt lệnh mua đặt lệnh bán rồi các thứ thì hầu hết là như nhau. Chỉ có khác nhau là sàn nào thu hút được nhiều thành viên thì sàn đấy sống. Sàn nào mà ít thành viên thì sàn đấy chết. Mỗi thế thôi. Có đúng không ạ? Đấy, nếu mà đúng anh chị em comment là ok giúp Huy ạ. Comment ok giúp Huy ạ. Với Ubit, đây là một sàn được Alexandro là cựu giám đốc của sàn MEC, sàn top 10 theo đánh giá của CoinMarketCap, xây dựng từ năm 2021. Và anh này thì anh ấy ông này thì xây dựng cùng với cả một một cậu nữa là cũng Nick đó, và hai người này thì đã từng tham gia cái một cái gọi là giải thi đấu gọi là AI Hackathon, tức là hacker và marathon hackathon, và đã đạt giải nhất trong một cái hạng mục ở trong cái giải thi đấu đó, gọi là AI Hackathon năm 2021 với một cái công nghệ đây gọi là Flying Leopard AI. Đó, thì Fly Leopard AI đó là một cái công nghệ giúp gọi là đa dữ liệu lớn để giúp cho chúng ta có thể gọi là phân tích dữ kiện và mua bán hỗ trợ cho các cái nhà tạo lập thị trường, những cái nhà giao dịch, những nhà trader để mà có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, thông minh hơn. Đại khái là chúng ta sử dụng AI để giao dịch, đấy. AI để hỗ trợ cho giao dịch. Đấy, chính xác nó là cái công nghệ nó là như vậy. Ok, cái này là mình chưa đổi tên, đổi tên đã. Mình bị mất cam rồi, tự nhiên bị mất cam. Ok, rồi. Thì đấy là cái đầu tiên mà Huy tìm hiểu được ở trên sàn. Chút nữa Huy sẽ cho anh chị em xem các cái nguồn dữ liệu mà Huy tìm hiểu nhé. Được chưa? Và chính thức thì đăng ký và ra mắt tại Anh năm 2024. Và đến quý 3 năm 2024 thì Ubit đã có hơn 100.000 thành viên đăng ký và 30.000 thành viên hoạt động thường xuyên. Và đồng UB đã được list trên các sàn MEC như là Hotcoin, FarmX, Wix hay là B Finance, Ubitech. Ngoài ra thì cũng được list trên CoinMarketCap và CoinGecko. Đó thì đấy là những cái thư viện để đăng ký các cái đồng coin. Rồi, đây là một số cái đường link hữu ích của Ubit mà chúng ta có thể tìm hiểu. Thứ nhất là cái website của nó này. Đó, thì chúng ta có thể nhấn vào đây thì nó sẽ ra được cái website này.
Đấy. Đây là website của Ubit này. Thì trong cái quá trình Huy tìm hiểu thì Huy tìm hiểu cũng khoảng độ hơn 10 ngày, thì sau đó mới quyết định là đầu tư và bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng. Thì trong quá trình đấy thì Huy cũng test các cái chức năng, các cái tính năng của sàn thì Huy thấy là nó rất ok. Tức là về cái việc mà các cái tính năng thì đã rất là trơn tru, hoạt động rất là ok rồi. Có app trên App Store, có app ở trên Android. Đấy. Như vậy là gì ạ? Là đây là một sàn giao dịch đang hoạt động một cách ổn định. Nó không phải là một dự án đầu tư mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ gọi là sẽ thế này sẽ thế kia. Nó không phải là cái để vẽ ra, mà nó khi mà nó ra mắt ấy, anh chị em tưởng tượng khi mà nó đăng ký là nó đã gì ạ? Nó đã hoàn thiện rồi. Nó làm hoàn thiện xong mới đăng ký. À, tức là từ 2021 thì họ bắt đầu là gì ạ? Chuẩn bị về mặt technology, rồi mặt công nghệ, về mặt lập trình ABC, tất cả mọi thứ xong đâu đó hết rồi. Đấy, họ bắt đầu họ ra mắt cái là nó đã hoàn thiện rồi. Đấy, không giống như các cái dự án khác anh chị em nhé. Các dự án khác mà chúng ta tham gia là chúng ta chỉ thấy đọc mỗi cái white paper, tức là gì ạ? Nó sẽ dự kiến như này, dự kiến như này, và khi đó thì sao ạ? Khi đó nó đã bán rồi, khi đó nó đã bán rồi, và khi đó thì chúng ta làm sao ạ? À, khi đó thì chúng ta đã tranh tranh mua rồi, đã xông vào mua rồi. Nên chưa biết đã làm được cái gì hay không, đã xông vào mua rồi. Đấy. Ở đây là cái white paper của nó thì nó anh chị em mà không ấy thì tắt mic nha. Đấy, thì white paper của nó thì nó có rất nhiều các cái chi tiết ở đây. Business model này. Đấy. Nó rất là chi tiết, rất là nhiều thứ lằng hầm lòng ở đây. Đấy, thì Huy lọc thông tin từ các cái thông tin như này. Đấy, Huy lọc rất nhiều từ rất nhiều thông tin như này. Đó, và Huy gọi là đúc rút lại ngắn gọn theo cái quan điểm, theo cái ý hiểu của mình, thì để anh chị em nó có một cái nhìn nó dễ hơn. Chứ còn nếu anh chị em vào đây, anh chị em nghiên cứu, anh chị em đọc ở chỗ này thì anh chị em cũng ngất luôn, vì nó quá nhiều thông tin và nó rất là đấy. Đấy, Huy chỉ sâu cho anh chị em biết là Huy lấy dữ kiện từ những cái nguồn như thế nào đấy, để mà anh chị em thấy rằng là nó có một cái cơ sở, chứ không phải là mình tự nghĩ ra, được không ạ? Đấy, nói chung là nó rất là đầy đủ về mặt dữ kiện thì rất là đầy đủ, được chưa? Rồi, đấy là cái đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là các cái thông tin dữ kiện nó rất là rõ ràng, đầy đủ, minh bạch và chúng ta có thể tìm hiểu được. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta trả lời câu hỏi là thằng Ubit này là có an toàn khi chúng ta đầu tư không? Thế thì để mà chúng ta biết được an toàn khi đầu tư không ấy, thì đọc những cái tài liệu hoặc những cái chia sẻ của nó thì mình thấy cũng ok rồi, nhưng mà mình muốn check những cái nguồn khác, những cái nguồn bên ngoài, đúng không ạ? Để mà nó khách quan hơn. Thì ở đây ấy, thì họ cũng có một cái thông tin là Ubit được các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn 20 triệu đô. Thế cái này thì Huy cũng lên mạng Huy tìm kiếm và research được ở trên cái trang dealroom.co, thì chúng ta thấy ra được, xuất ra được là thằng Ubit này đó, đang được định giá là 80 đến 120 triệu đô, và đây là nó gọi là định giá tương đối ở cái giai đoạn là tháng 3 năm 2024, tức là khi mà nó mới đăng ký đấy. Và cũng là tháng 3 năm 2024 thì Ubit được các cái sàn như là eToro, các cái quỹ đầu tư mạo hiểm như là BlackRock, Blockchain Capital hay là Crystal Capital Partner đã đầu tư 20 triệu đô ở vòng Series A. Đó, nếu anh chị em nào mà hiểu về các cái startup khi mà họ gọi vốn ấy, thì nó sẽ có các vòng Series A, Series B, Series C các kiểu. Đấy, thì thằng này là gọi vốn vòng đầu tiên là được 20 triệu đô rồi. Anh chị em tưởng tượng là mình không có kiến thức, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm để chúng ta đánh giá một dự án, nhưng mà các cái quỹ này thì họ
có một cái bộ phận rồi họ có kinh nghiệm để họ đánh giá các startup tốt hơn mình, và họ đã đánh giá, họ đã đầu tư 20 triệu đô. Đó, thì đấy là một gì ạ? Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy rất là ok. Mà cái thằng Deal Room này nhá, nó không phải là của Quýt, tức là nếu mà ông tự nói là à, tôi được đầu tư 20 triệu đô thì nhiều khi mình không tin. Nhưng anh chị em có thể vào cái đường link Deal Room này. Đấy. Thằng Deal Room này là một cái gọi là trang web để giúp cho các cái nhà đầu tư cũng như là những cái người các quỹ đầu tư mạo hiểm họ thống kê cũng như là họ định giá các cái startup. Đại khái nào, họ định giá các startup. Đấy. Yêu cầu đăng nhập. Anh chị em có thể tìm hiểu thêm về Deal Room, nó là một cái trang web, một cái tổ chức rất là uy tín, chuyên đánh giá các cái startup để giúp cho những cái nhà đầu tư, những cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ có thể dễ dàng hơn trong việc mà tìm kiếm các cái startup để đầu tư. Đấy. Đây, hôm trước thì Huy đã đăng nhập vào được và ra được cái thông tin như này. Đấy, nhưng mà hôm nay thì có vẻ đăng cái phần đăng nhập của nó đang hơi gặp trục trặc một chút. Đúng không ạ? Thì cái phần đấy thì Huy sẽ gửi link anh chị em check sau nhé. Check sau. Nhưng mà đại khái Huy đã check, đây là check khách quan. Được chưa ạ? Chứ còn anh chị em lên website của nó thì nó cũng ghi là chúng tôi được đầu tư 20 triệu đô, thì xem trên website mình nghe vậy mình biết vậy thôi. Còn mình phải có những cái check nó mang tính chất là khách quan như này thì mình mới yên tâm được, đúng không anh chị em? Đó. Rồi. Ngoài ra thì UBIT thì cũng có đăng ký với các cái tổ chức, ví dụ như là FinCEN, FinCEN.gov. Đấy. Một cái nó gọi là MSB, đăng ký với số đăng ký MSB đó, là như này. Đấy, loại đăng ký này, tên hợp pháp này. Thì cái nguồn của nó đây. Đấy, thì Huy cũng search trên Wiki là FinCEN là cái gì. Thì FinCEN nó là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có chức năng thu thập và phân tích thông tin các giao dịch tài chính để chống rửa tiền trong nước và quốc tế. Đó. Cơ quan có nhiệm vụ giám sát hệ thống báo cáo thông tin về quyền sở hữu có lợi, có lãi đấy. Đấy. Tức là thằng nào mà có lãi là phải báo cáo tại Hoa Kỳ. Trách nhiệm này được thiết lập theo đạo luật minh bạch doanh nghiệp. Đấy. Trong đó có yêu cầu một số thực thể kinh doanh nhất định phải tiết lộ thông tin chủ sở hữu có lợi của họ. Đấy. Nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và chống lại. Đại khái là mấy ông như là CZ của Binance mà bị bắt rồi là bị thẩm vấn hoặc là kiểu rửa tiền ABC các thứ đấy, là thằng FinCEN này nó làm. Thằng FinCEN này nó sẽ quản lý, nó ra các cái quy định rồi các cái hướng dẫn để cho các cái sàn giao dịch nó hoạt động là theo một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn để đảm bảo là mày không có rửa tiền, không có phạm tội, không có lừa đảo, không có gian dối gì cả. Đấy, thì thằng này là thằng thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, được chưa? Rồi, đây là cái đường link. Đấy, tất cả mọi thứ thì đều có đường link, đều có dẫn chứng hết anh chị em nhé. Đấy, và ở đây thì chúng ta có thể là gì ạ? Chọn cái tên Ubit Technology Ltd, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn Ltd ấy. Trách nhiệm hữu hạn Ltd là trách nhiệm hữu hạn Ubit Technology đây, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó có luôn, đây là trang fincen.gov nhá, anh chị em thấy không ạ? fincen.gov nhá. Đây. Trang này của Hoa Kỳ nhá. Được chưa ạ? Nó là một trang gọi là khách quan.
mình phải xem khách quan, mình không có xem đây nhấn vào phát là nó download về luôn này. Đấy, nhấn vào phát nó cho download về luôn này. Đấy, được chưa? Đấy, anh chị em ạ, nhấn vào đây nhá. Nhấn vào đây này, nó cho download cái đăng ký này về này. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, đây, cái số đăng ký MSB đăng ký ở đây là số này. Đấy, trùng với cái số này. Đó, thì nó chính là cái bản này đây. Thì cái bản này thì là cái bản mà trên website của thằng Ubit thì nó có. Thì Huy từ cái bản này Huy soi ngược lại thì ra cái thằng này, và từ cái thằng này mình lại ra được cái thằng này. Đấy, như vậy là gì ạ? Như vậy là nó là cái thằng đã được đăng ký rất là ok. Được chưa ạ? Rồi. Ngoài ra thì nó có kiểu đăng ký kinh doanh. Đấy, đăng ký kinh doanh riêng nhé, còn cấp phép hoạt động là riêng, tức là giống như là mình mở doanh nghiệp ra thì mình có đăng ký doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp đấy để mà hoạt động tài chính thì hoạt động sàn giao dịch tài chính ấy, thì nó phải có gọi là kinh doanh có điều kiện ấy. Thì thằng kia là điều kiện kinh doanh, còn thằng này là đăng ký kinh doanh. Đó, được bang Colorado cấp chứng nhận hoạt động này. Đó, thì đây là cái chứng nhận hoạt động này. Đây cũng có đường link này. Huy cũng phải mày mò Huy tìm lên cái trang web của colorado.gov này. Đấy, sau đó thì mình cũng search Ubit rồi đây. Đấy, mình search Ubit ở đây, mình nhấn Enter. Đấy. Đấy, thì nó ra rất nhiều các công ty Ubit anh chị em nhé. Đấy, nhưng mà công ty Ubit Technology Ltd nó là công ty này này. Đấy, bấm vào đây này. Đấy, thì nó ra này. Cái gọi là status là good standing này. Đấy, tức là cái trạng thái hoạt động của công ty là đang hoạt động tốt. Đang hoạt động nhưng không phải đóng cửa. Đấy, cái ngày mà đăng ký là 27 tháng 3 năm 2024. Đấy, số đăng ký đây. Được chưa ạ? Đấy. Đó, như vậy là gì ạ? Như vậy là về pháp lý của thằng này ở Mỹ là đang rất là ok. Đấy. Là chúng ta thấy là gì? Các cái sàn giao dịch hoặc là các cái về chứng khoán về kinh doanh thì Huy thì lúc nào Huy tin tưởng là Mỹ là nó làm thật nhất, chuẩn nhất. Đấy, cho nên kể cả là Singapore nhiều khi mình cũng thấy là nó không ăn thua đâu. À, ví dụ như là có giấy phép của Singapore thì nhiều khi mình thấy không 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 uy tín bằng thằng Mỹ, cho nên là check cái uy tín là check của Mỹ là mình quan tâm nhất, quan trọng nhất. Đấy, còn nó còn có cả giấy phép của Singapore, của Anh và của Canada cơ. À, nhưng mà trong cái buổi hôm nay thì mình gói gọn nó tập trung vào cái thằng quan trọng nhất, cái thằng uy tín nhất, đúng không ạ? Đấy, còn mấy cái thằng khác thì anh em có thời gian anh em check sau, đúng không ạ? Nhá. Rồi, tiếp theo là cái phần mà thông tin về 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 cái team đội nhóm. Đấy, thì ở đây thì có mấy người mình gọi là quan tâm nhiều hơn một chút. Đấy là ông gọi là Alexandro, ông này đang là CEO, đang là giám đốc điều hành. Thì ông này ông này là từng giữ chức giám đốc điều hành tại MEC, chịu trách nhiệm khai thác tại châu Âu, và làm việc với tư cách là nhà phân tích kinh doanh trong bộ phận bán phần mềm Insight, thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Rumani. Đó, và chức năng AI Grip do Alex phát triển có thể đã đạt doanh số 200% doanh thu hàng năm khi mà ông làm việc cho Mac. Rồi, người thứ hai nữa là ông chút nữa thì có điều kiện Huy sẽ đi sâu hơn cái nguồn về ông này. Thứ hai nữa là Nikita tốt nghiệp đại học Rambridge với bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế. À, về tiếp thị, à, hành vi người tiêu dùng và tài chính, à, trong thời gian làm trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Bitmex. Đó. Thì anh tham gia thiết kế hoạt động giao dịch ngay và giữ chức trưởng phòng phát triển sinh thái Web3 tại ga xe, quản lý hoạt động lập kế hoạch chiến lược và hoạt động cộng đồng sau khi trở lại Bitmex với tư cách giám đốc thúc đẩy cộng đồng phái sinh. Thì ông đã lãnh đạo nhóm và doanh thu hàng năm là 70 triệu đô la. Thì hai đồng chí này là hai cái người mà đã tham gia cuộc thi AI Hackathon và đoạt giải với cái giải pháp là Fly Leopard AI. Được chưa? Ngoài ra thì ở đây đồng chí Nick này, thằng kia Nikita, Nick. Đây này, chuyên gia vận hành hàng đầu làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử. Đấy.
và giữ các vị trí chủ chốt tại sàn giao dịch là Huobi và OKX đó. Đó. Rồi ông thứ ba tư nữa là Rex Thompson là một chuyên gia kỹ thuật cao cấp đã giữ các vị trí công nghệ quan trọng tại các công ty công nghệ tài chính như là Square rồi Robinhood đó, cũng như là một số công ty về blockchain khác đó. Thì đại khái là về thông tin về cái đội team nó không có nhiều và đa phần thì Huy thấy là những cái đội dev, đội team ấy, đội 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 về kỹ thuật blockchain ấy, thì bản chất là nó ẩn thân, thường là nó không thích sâu sâu ra. Đấy, và ví dụ như là cái dự án ATH Athens Network mà Huy đang theo ấy, thì cái đội team nó cũng là ẩn. Đấy, nó không sẵn sàng ra mặt, nó không có nhiều thông tin, nhưng mà nó làm rất tốt cái gọi là những cái gì mình nhìn thấy. Đấy, đều là những thứ mà đội dev họ làm rất tốt, họ làm rất là chỉnh chu và rất là nhanh. Ừ, thì mình tập trung vào cái kết quả, tập trung vào những cái mà họ đã làm được. Đấy, thay vì là mình đi soi xem họ là ai và làm cái gì, thì cái đấy nó chỉ mang tính chất là lịch sử thôi. Ví dụ như là mình tuyển nhân sự chẳng hạn, thì có một cái CV rất là đẹp là tôi đã làm công ty A, công ty B, công ty C. Đấy, nhưng mà bây giờ mình cho mà thử việc vài hôm là mình biết ngay nó làm thế nào, có đúng không anh chị em? Đấy, cho nên là cái CV nó chỉ là một phần, nó vẽ thôi, và cái đấy không phải thứ quan trọng nhất. Đặc biệt thì bây giờ anh em mà tuyển nhân sự, anh em gần như là không đọc CV luôn, bây giờ vào hỏi mấy câu cho làm thử mấy ngày là biết ngay, đúng không ạ? Đấy, thì tập trung vào cái kết quả thì nó quan trọng hơn là soi cái CV. Rồi, tiếp theo nữa cái câu hỏi đó là cái khả năng thanh khoản của thằng này có tốt không. À, khi mà chúng ta đầu tư thì bây giờ chúng ta phải xem là nếu mà mình kiếm được tiền, mình có lãi thì mình có thanh khoản được không, có ai mua không, bán được không, đúng không? Cái đấy là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái thằng này ấy, đó là nó không phải một dự án giống như các cái dự án khác, đó là chúng tôi có một cái sàn giao dịch nội bộ hoặc là anh em tự chuyển cho nhau xong rồi là chuyển tiền, giống như thằng 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 ATH trước đây ấy, là anh em chỉ có giao dịch nội bộ thôi. Đấy, và nó sẽ có những cái rủi ro khi mà mình bán cho người khác, mình mà chuyển trước nó không chuyển cho mình là mình mất đó, sau này nó sàn ra sàn giao dịch nội bộ đó. Nhưng mà thằng này ấy, thứ nhất nó là một sàn giao dịch, nó là một sàn giao dịch rồi. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó đã cái đồng UB của nó, sau này chúng ta sẽ stake và chúng ta sẽ kiếm được cái đồng UB, nó sẽ trả vào đồng UB đó, đấy là đồng coin sàn. Và cái đồng coin sàn này nó đã được list trên những cái sàn lớn như là sàn MEX à. Sàn MEX thì hiện nay là xếp thứ 11 được không ạ, trên trên thứ hạng của CoinMarketCap đó. Như vậy là gì ạ, nó đã list sàn rồi thì anh chị em tưởng tượng là lúc đấy là thị trường nó sẽ quyết định cái giá, chứ không phải là cái thằng chủ dự án không còn cơ hội để quyết định giá nữa. Nếu như mà mới chỉ cái sàn giao dịch nội bộ ấy, thì ông còn gì ạ, lái giá được, ông còn tác động được. Nhưng mà khi ra đại dương, ra biển lớn rồi thì là gì ạ, là ông không còn tác động được nữa, hoặc là tác động được rất là ít thôi, đúng không ạ? Ừ, bởi vì là lúc đấy là phải tranh đấu với cả những cái cá rất là to rồi. Thế thì thằng này về mức mà khả năng thanh khoản và mức độ thanh khoản thì là gì ạ, là rất dễ dàng, rất ok. Nó không giống như các cái dự án khác mà chúng ta đầu tư sớm, chúng ta chờ mấy tháng, 5, 6 tháng, 7, 6, 8 tháng sau thì chúng ta mới cash out, chúng ta mới rút tiền, chúng ta mới bán được. Thì đấy là một trong những bất cập của các cái dự án. Và kể cả bất cập như vậy thì rất nhiều anh em vẫn như ạ, vẫn đầu tư, vẫn tham gia, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì sao ạ, rút tiền hàng ngày luôn, ngày nào chúng ta cũng có thể rút tiền, ngày nào cũng có thể bán được đấy. Và đấy là cái điều rất là ok, rất là hay, được chưa ạ? Rồi, về khả năng thanh khoản là ok, đúng không ạ? Ừ, tiếp theo nữa thì Huy giới thiệu về cái mạng xã hội của Huy. Thì hầu anh chị em tưởng tượng này, một cái sàn giao dịch như Ubit mà lại có cả một cái mạng xã hội ở trong đấy. Đó, ok nha, thì Huy sẽ chuyển sang cái điện thoại Huy show cho anh chị em, bởi vì cái mạng xã hội này thì nó lại chỉ có ở trong điện thoại thôi, nó ở trên trên web nó chưa có. Là đi ra, đi ra, đi ra.
Không, mọi người đang bận, bố đang làm việc, bố đang làm việc. Ok nhé, ở đây thì Huy sẽ cho anh chị em vào trong cái app của nó nhé. Đây là cái giao diện của app mà Ubit trên iPhone đó. Và đây anh chị em thấy là nó có phần gì ạ? Mạng xã hội đây này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, mạng xã hội đây này. Và đây chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là nhắn tin, có thể là gửi video. Chúng ta cũng có thể là gửi hình ảnh. Chúng ta có thể gọi điện. Đây, chúng ta có thể gọi điện này. Hoặc là video call này. Đấy. Đó. Rồi các cái sticker. Đấy. Rồi chúng ta có thể gửi file. Đấy, gửi phương tiện truyền thông. Đấy, chúng ta có thể gửi file. Đó. Đấy, chúng ta có thể chụp ảnh. Đó. Đấy, hoặc là voice gửi tin nhắn bằng bằng voice, bằng giọng nói. Đó. Và nó rất là bảo mật, rất là an toàn. Đó, với một cái công nghệ bảo mật rất là ok. Đó. Đó. Như vậy là gì ạ? Một cái mạng xã hội mà tích hợp luôn cả một cái sàn giao dịch mà tích hợp luôn cả một cái mạng xã hội trong này, cả một cái phần mà chat ở trong này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Thì cái điều này nói lên cái kết quả hay là cái khả năng lập trình, khả năng làm việc, cái độ công nghệ thấy rất là ok. Bởi vì có những cái mạng xã hội như là Zalo chẳng hạn, nó chỉ có mỗi một cái phần chat thôi, mỗi một cái phần mềm để chat thôi, mà nó đã có thể, nó có thể hút được hàng hàng trăm triệu người dùng, đúng không ạ? Và được định giá rất là cao rồi. Đó. Rồi. Đó. Ngoài ra thì Huy chia sẻ thêm một chút nữa về cái chức năng của cái thằng thẻ thẻ Visa. Đấy, cái thằng thẻ Visa của Ubit thì đã gọi là không phải là dự án nữa anh chị em nhé, không phải là dự án nữa mà nó đã phát hành rồi. Tức là hệ thống mọi thứ nó đi vào vận hành trơn tru rồi, được chưa ạ? Đấy, và nếu như chúng ta muốn đăng ký thẻ cứng thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký và thẻ có thể gửi về tận địa chỉ tận nhà chúng ta ở Việt Nam, đó, được không ạ? Và hầu hết là khi mà chi tiêu bằng thẻ Visa thì nó sẽ có phí giao dịch, nó giống như là quy định của các thẻ Visa khác, kiểu như là khoảng 2% cho thanh toán qua POS hoặc là thanh toán trực tuyến, rút tiền không giới hạn hoặc là rút tiền qua các cây ATM, đó. Thì ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể có những cái video về thẻ Visa nhé, có những video về thẻ Visa. Biết là đây có không? Đấy, thẻ Visa của Ubit này. Đấy, anh chị em có nhìn rõ không ạ? Đấy. Ubit đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, thẻ Visa của Ubit này. Nha. Đấy, và đây là lúc mà rút tiền đấy, từ thẻ Visa của Ubit và rút tiền luôn. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, cái thẻ Ubit này, anh chị em thấy chưa? Đó, ok không ạ? Như vậy đấy là một vài cái tính năng, một vài cái tính năng của cái sàn giao dịch này để cho chúng ta thấy rằng thằng này nó làm rất là chỉnh chu, rất là đầy đủ và nó đã đi vào hoạt động cách ổn định rồi. Sau đó thì bắt đầu nó mới đăng ký, bắt đầu nó mới gì ạ? Hút thành viên, nó sẽ ra các nó mới ra các cái chương trình để hút thành viên. Lúc đấy bắt đầu nó mới gì ạ? Kêu gọi vốn. À, và nó thực tế nó kêu gọi vốn được 20 triệu đô rồi. Nó kêu gọi vốn được 20 triệu đô rồi. Đúng không ạ? Đấy, và
Nó không giống như các dự án khác cứ ngồi vẽ ra đã gì ạ, đã gọi vốn rồi, vẽ ra đã tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm thế kia đã ấy rồi. Nhưng mà thằng này ấy, nó làm xong hết tất cả mọi thứ, nó đi vào hoạt động một cách ổn định rồi, thì lúc đấy bắt đầu nó mới gì ạ, ra chương trình để hút thành viên, đúng không ạ? Đó thì về nguyên tắc một cái sàn giao dịch muốn thành công thì nó phải có nhiều thành viên, cái điều này anh chị em chúng ta đều biết. Và việc mà nó ra những cái chính sách đó, để mà hút thành viên thì cái chuyện đấy là hoàn toàn rất bình thường. Các sàn nào cũng có chính sách để hút thành viên hết anh chị em nhé, sàn nào cũng có chính sách hết. Nhưng mà chính sách của thằng này nó đặc biệt, nó ưu việt, nó khác so với các sàn khác, cho nên nó mới là một cái cơ hội cho anh em mình, nó mới là cái để mà chúng ta dạ, chúng ta gọi là ngồi ở đây để mà nghiên cứu. Chứ còn nếu như mà nó bình thường như các sàn khác thì thôi, mình mất công làm cái gì, đúng không ạ? Mình làm cái gì đấy, thì đấy là cái mà cái sự khác biệt của nó nằm ở đâu. Anh chị em có muốn chia sẻ cái sự khác biệt của nó ở đâu để mà chúng ta quan tâm không ạ? Anh chị em có quan tâm không ạ? Hello, em comment tương tác cái không là ngủ mất. Rồi, ok nha. Thì cái điểm khác biệt, cái điểm độc đáo mà cái điểm mà khiến cho cái sàn này nó khác so với các sàn khác, nó nằm ở cái chỗ cái mô hình đua staking. Đó, mô hình này nó rất là lạ, đó, rất là hay. Đó là gì ạ? Đó là mô hình stake 2 đồng, 2 đồng tiền. Nó sử dụng cặp tiền để nó stake. Tất nhiên ở phía sau đó nó là một cái hệ thống AI, hệ thống công nghệ rất là quan trọng. Và nó có thể nó sẽ có những cái công nghệ, nó có tính năng để mà nó giúp từ cái tiền đấy chúng ta, và họ có thể là sinh ra những cái lợi nhuận. Cái điều đấy thì mình không biết, đó là cái phần lợi nhuận của sàn mình không quan tâm mà mình không biết được, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn thì nó phải có lý do khi mà nó đưa ra cái công nghệ này, và cái công nghệ này cũng là cái công nghệ của cái thằng Fly Leopard mà AI mà cái công nghệ đã đoạt giải trong cái cuộc thi Hackathon đó. Thế thì cái điểm đặc biệt của cái hệ thống đua staking này đó là gì ạ? Đó là ổn định lãi suất theo USDT, và cái điều này giúp cho an toàn hơn cho nhà đầu tư. An toàn nhé, an toàn hơn cho nhà đầu tư. An toàn như thế nào ạ? Đó là gì ạ? Ví dụ khi chúng ta nạp 100 đô để stake 90 ngày, đấy, giá UB khoảng là 3 đô chẳng hạn thế, thì hệ thống nó sẽ tự chia thành 40% là USDT, đấy, tức là 400 đô. Đấy. 60% là đồng UB, tức là 600 đô sẽ bằng khoảng 200 đồng UB, với tỷ giá là 3 đô một đồng UB thì 600 chia 3 sẽ là được 200 đồng, đúng không ạ? Theo cái tỷ giá mà chúng ta quy đổi ở cái thời điểm đó. Và sau đó thì nó trả lãi ổn định, ví dụ như 90 ngày thì lãi suất sẽ khoảng 0,7% một ngày. Thì nó tương tương đương với cả chúng ta sẽ nhận 7 đô một ngày, và theo tỷ giá UB ở thời điểm đó. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nếu như mà giá UB giảm xuống thì số UB chúng ta nhận được sẽ tăng lên, và nếu giá UB tăng lên thì số UB chúng ta nhận được sẽ giảm xuống, miễn sao chúng ta vẫn nhận đủ 7 đô của ngày hôm đấy. Ví dụ như giá UB giảm xuống còn có 1 đô thôi, ví dụ 7 đô thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 2,1 UB đấy, nó rơi vào khoảng hơn 2 UB một chút, đúng không ạ? Đấy, mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được khoảng hơn 2 UB. Nhưng nếu mà giá UB giảm xuống còn có 1 đô thì ngày hôm đó chúng ta sẽ nhận bao nhiêu UB ạ? Chúng ta sẽ nhận 7 UB. Nếu như giá UB còn 1 đô thì chúng ta sẽ nhận 7 UB chứ không phải là 2 UB nữa. Được chưa? Nếu mà giá tăng lên là 7 đô một UB thì sao ạ? Thì ngày hôm đó chúng ta chỉ nhận được 1 UB thôi. Nhưng mà nếu mà quy đổi ra USDT thì chúng ta vẫn được 7 đô. Nghĩa là sao ạ? Như vậy là chúng ta về mặt gọi là tính trên số vốn ban đầu. Vốn ban đầu mình bỏ ra là 1.000 USDT, đúng không ạ? Mỗi ngày nhận về 7 đô, mỗi ngày nhận về 7, 0,7%. Được chưa ạ?
thì một tháng nó rơi vào khoảng độ 20 mấy% đến 21% đấy, đúng chưa? Thì quy ra USDT là chúng ta giảm cực kỳ an toàn, và thậm chí là giá UB giảm thì nhiều khi mình lại còn được nhiều UB hơn, vài hôm sau giá nó tăng lên mình lại bán, mình lại được nhiều hơn, đúng không ạ? Thế thì ở đây đấy, nó không giống các dự án khác. Khi mà đầu tư ấy, thì các dự án nó phải có một cái áp lực, đó là gì ạ? Áp lực đẩy giá. Bởi vì ngày hôm nay tôi đầu tư giá này, ngày mai mà giá nó không lên thì là gì ạ? Là nguy hiểm rồi. Đấy, giá nó xuống giống như thằng Athens ấy, giá nó xuống các nhà đầu tư là ngáp ngáp hết. Nhưng mà với thằng này thì giá xuống mình quy đổi ra đô vẫn thế, giá lên quy đổi ra đô vẫn thế. À, cái điều này cái nhược điểm nó là chỗ nào? Nhược điểm của nó là nếu như mà giá UB tăng thì mình không được lãi kép như các dự án khác. Đó là gì ạ? Mình stake nó trả ra UB, trả ra đồng coin. Thì tất nhiên cái đồng coin nó trả đồng coin đấy là đã có lãi rồi nha. Đó chưa ạ? Nhưng cái đồng coin đấy tăng giá mình được lãi thêm lần nữa. Ok không ạ? Như vậy lãi hai lần lãi kép. Nhưng mà nếu mà đồng đấy nó giảm thì chúng ta sao ạ? Chúng ta lỗ. Có phải không ạ? Như vậy là cái bài toán là lợi thì lợi hơn, lỗ thì lỗ nhiều hơn. Nhưng mà thằng này ấy, nó an toàn hơn, nó ổn định hơn. Nhưng lãi không bằng, lỗ cũng không bằng. Được chưa anh chị em? Thôi cứ ổn định 20-21%. Nếu mà anh chị em đăng ký 1 năm 360 ngày thì cái lợi nhuận nó sẽ là khoảng 25,5% một tháng. Mỗi ngày nó rơi vào 0,85%, thì nó cứ ổn định đều đặn trong cả một năm đấy, cứ đều đặn, cứ ra lãi ngày nào mình bán cut out ra USDT ngày đấy, chẳng bao giờ lo là nó lên nó xuống, được chưa? Thì đấy là cái ưu điểm, cái sự khác biệt của cái thằng này. À, rồi khi mà trả gốc sau thời hạn 90 ngày thì nó cũng trả cho mình đúng 100 đô, à đúng 1.000 đô, tức là gì ạ? Cái 400 đô mà gọi là USDT ấy, thì nó vẫn gì ạ? Nó vẫn là 400 đô, được chưa ạ? Còn cái đồng UB khi mà chúng ta quy đổi lúc đầu giá là 3 đô ấy, là 200 UB đây này, được chưa ạ? 200 UB lúc lúc giá 3 đô này. Nếu mà lúc mà sau 90 ngày giá UB lúc đấy nó giảm xuống còn 2 đô thì chúng ta sẽ nhận được là gì ạ? 300 UB chứ không phải 200 UB, tức là chúng ta nhận gốc nhiều hơn, nhiều UB hơn, nhưng mà đô thì vẫn thế, được chưa ạ? Nếu giá UB tăng lên 4 đô, từ 3 đô tăng lên 4 đô, tức là thêm 1 đô nữa. Đấy, thì gốc chúng ta nhận về vẫn 400 đô cộng với gì ạ? 150 UB, là số UB chúng ta nhận về làm sao ạ? Giảm giảm bởi vì giá UB đã tăng. Được chưa ạ? Nếu mà quy đổi 150 UB này thì vẫn ra là 600 đô, và cộng vào thì vẫn là 1.000 đô, tức là gốc của chúng ta vẫn thế. Nếu mà tính USDT thì vẫn thế. Cái điều này thì nó cũng giống như là lãi, đó là gì ạ? Là chúng ta không được lãi kép. Tức là nếu mà UB tăng thì chúng ta không có lợi. Đúng chưa ạ? Nếu UB giảm thì chúng ta cũng không gì ạ? Không bị thiệt hại gì. Như vậy là lỗ thì cũng bớt lỗ mà lãi thì cũng ít lãi hơn. Nhưng được cái là gì ạ? Nó an toàn và nó ổn định. Ok không ạ? Còn nếu như mà ví dụ như ngày hôm nay chúng ta được 2 UB mà chúng ta không bán, xong đến 90 ngày giá UB nó tăng lên thì cái UB này của chúng ta ấy, nó cũng có lãi, nó cũng lợi nhuận nó cao hơn, tức là chúng ta chỉ được cái phần lợi nhuận thôi, tức là lợi nhuận trong vòng 90 ngày mà chúng ta không bán nhé. Chúng ta giữ cái lợi nhuận mà chúng ta không bán thì làm sao ạ? Thì sau 90 ngày chúng ta vẫn có một cái lượng UB nhất định, đúng không ạ? Và lượng UB đấy mà nó tăng, tức là giá nó tăng thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta có kiếm được lời, chúng ta kiếm lợi từ cái lợi nhuận đấy. Nhưng nếu mà sau 90 ngày giá UB nó giảm thì sao ạ? Chúng ta bị lỗ một chút ở trong cái lợi nhuận đấy, còn gốc của chúng ta vẫn được gì ạ? Vẫn được an toàn. Cho nên đây là một cái cơ chế staking khá là mới mẻ, khá là độc đáo mà các cái sàn khác nó không có. Dẫn đến là gì ạ? Hiện nay nó đang hút rất nhiều các nhà đầu tư, bởi vì sao ạ? Khi mà đầu tư thị trường này 20%, 25% một tháng là quá gì ạ? Là quá ổn rồi anh chị em ạ, quá ổn rồi. Gửi ngân hàng bây giờ chúng ta được 7% một năm. Nhưng mà ở đây nó khoảng 300% một năm. Nó gấp khoảng bao nhiêu lần so với ngân hàng, đúng không ạ? Nó gấp phải 20 lần so với ngân hàng. Đấy.
thì rõ ràng là gì ạ, là đây là một cái kênh đầu tư đang rất hút những cái nhà đầu tư, những cái người mà họ có tiền và họ muốn cái sự an toàn. An toàn đầu tiên là an toàn về cái gốc của họ. Đấy, được chưa? Cái gốc của họ nó phải được an toàn, cái vốn của mình phải được an toàn. Được chưa? Rồi, đến chỗ này anh chị em có hiểu không ạ? Anh chị em nếu mà hiểu rồi thì comment là hiểu. Chưa hiểu thì anh chị em comment hỏi câu hỏi của mình. Đấy. Sau khi anh chị em hiểu rồi thì chuyển sang cái phần tiếp theo. Nếu mà hiểu thì nhiều nhiều anh chị em hiểu rồi chuyển phần tiếp theo. Còn anh chị em là có câu hỏi của riêng cái phần này thì mình cứ đặt câu hỏi. Rồi những anh chị em khác thì sao ạ? Đến đoạn này mình có hiểu hiểu về cái phần staking này không? Thực ra nó khá là dễ, không khó đâu, khá dễ. Giống như ngày đợt trước ấy, là Huy đưa đưa vào cái đồng đưa vào pool ấy. Tức là khi mà các cái đồng coin mà lên sàn nó có một cái pool liquidity ấy. Đấy. Thì nếu mà mình đóng góp cái số tiền của mình vào pool đó, đó là gì ạ, 50% là cái đồng USDT và 50% là cái đồng coin đấy mình đưa vào pool, thì mình cũng được hưởng một cái lợi nhuận, một cái lãi suất nhất định dựa trên cái phí giao dịch, có đúng không anh chị em? Và nếu như mà cái đồng đấy nó giao dịch nhiều ấy thì cái phí giao dịch đấy nó cũng là một con số rất là lớn, thậm chí nó sẽ đưa ra cái APR nếu nó vài chục phần trăm là chuyện rất bình thường. Được chưa? Vài chục phần trăm một tháng là chuyện rất bình thường với cái thị trường coin này. Đấy, tức là mình chỉ đưa tiền vào pool thôi nhé, đưa tiền vào pool thôi. Thì thằng này ấy, về bản chất nó không khác gì là chúng ta đưa tiền vào pool, tức là một cặp tiền mà anh chị em. Cặp tiền ở đây nhé, không phải nhất thiết là USDT nhé, anh chị em có Bitcoin, đường nào anh chị em giữ Bitcoin, hold Bitcoin, thì anh chị em đưa đưa vào đây. Và khi nó trả ra thì nó sẽ trả cho anh chị em là gì ạ? Là 40% là Bitcoin và 60% là UB. Lúc mà đưa vào thì nó tự động quy đổi là 40% là Bitcoin và 60% là UB, và lúc mà trả lại nó cũng trả lại như vậy. Được chưa? Hoặc là chúng ta có Ethereum, hoặc là chúng ta có những cái đồng coin nào đấy mà 500 đồng coin, 300 đồng coin mà trên sàn mà UBIT nó đang chấp nhận là chúng ta đều được gì ạ? Đều được stake hết. Đó, chứ không phải USDT không nhá. Chúng ta có đang có đồng coin là chúng ta hold mà trên sàn UBIT nó đang chấp nhận là chúng ta có thể đưa vào để chúng ta stake. Đường nào chúng ta cũng hold mà anh em, đường nào cũng hold mà đúng không? Bây giờ lại vừa hold lại vừa sinh ra lợi nhuận tốt như này thì tại sao chúng ta không làm? Đấy là lý do tại sao mà rất nhiều những cái người đang hold hoặc những người mà đang đang gọi là đầu tư ở trong giai đoạn này là thị trường crypto nó cứ đi ngang, nó cứ sập sình ở được tầm 60.000 này, nó cứ đi ngang như này là rất khó để mà các dự án khác để mà phát triển nó bật lên. Đấy, nhưng mà thằng này thì nó là một cái giải pháp giúp cho anh em nhà đầu tư kiếm được tiền. Đó, và cái giá của đồng UB này nhé, nó cứ tăng đều. Đó, từ khi mà nó chính thức nó lên sàn cách đây 3 tháng vào tháng 6. Đấy, cuối tháng 6. Đi từ đấy đến giờ giá nó cứ tăng 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 tăng. Bất chấp thị trường lên xuống, giá nó cứ tăng tăng đều tăng đều. Đấy, chút nữa Huy sẽ cho anh chị xem cái đường giá. À đây, đường giá của UB đây. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó cứ tăng đều, nó cứ nhấp nhô nó tăng đều tăng đều tăng đều. Đấy ạ. Nó cứ tăng đều này. Từ giá 0.8 cho đến bây giờ là giá 2.5 sau khoảng 3 tháng. Đây là từ khoảng chỗ khoảng 24 tháng 6 đây anh chị em này. Chỗ này là khoảng 24 tháng 6, khoảng đầu tháng 6 này. Đến bây giờ là đầu tháng 10, tức là khoảng 3-4 tháng gì đấy. Thì giá nó cứ tăng đều và đến bây giờ nó tăng khoảng 4 lần. Từ bắt đầu từ 0.8 đến bây giờ là 2.5. Thì nó giá nó tăng khoảng 4 lần sau 4 tháng. Đúng không ạ? 3 lần ý, tăng 3 lần. Tăng 3 lần sau 4 tháng. Tăng 3 lần sau 4 tháng. Được chưa? Như vậy nếu anh chị em đầu tư vào con này từ lúc đầu chỉ có mỗi mua hold để đấy thôi, không làm gì cả, thì chúng ta cũng đã x3 tài khoản rồi. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể mua ở giai đoạn là tháng 8 này. Tháng 8 này nó giai đoạn nó chỉ có 0,8 đô thôi, nó cũng xuống, nó quay trở lại cái giá gốc này. Đấy, vào rơi vào tháng 8 nó rơi xuống giá gốc xong nó lại lên. Đấy. Thế thì bản chất cái thằng này ấy, khi mà nó đưa ra cái chính sách stake này thì nó không có áp lực làm giá, nó phải không phải gồng lên, nó không phải cố gắng để đẩy giá lên, bởi vì bản chất là giá lên cũng tốt mà giá xuống cũng tốt,
giá xuống thì mình được nhiều UB đúng không ạ, giá lên thì mình được ít UB nhưng mà về đô vẫn thế đấy. Như vậy là nhiều khi anh em thích giá đạp xuống tí anh em lại có thêm được UB vài hôm sau nó lại tăng, bởi vì về cơ bản thằng này nó là thằng rất là uy tín rồi cho nên là kiểu gì nó cũng tăng thôi, nó có thể nó có những lúc mà nó xuống một chút sau đấy nó lại tăng đó. Và điều đặc biệt này đó là tổng cung thằng này có 100 triệu UB thôi và hiện nay lưu hành có 20 triệu đó, và market cap của nó hiện nay mới có 50 triệu đô thôi, lưu hành mới 20 triệu với giá 2.5 đó. Như vậy là gì ạ, cái market cap tức là cái gọi là vốn hóa của nó trên thị trường hiện nay chỉ có 50 triệu đô, nghĩa là gì ạ, nghĩa là tiềm năng phát triển của nó còn rất lớn, tức là cái khả năng nó tăng giá còn rất lớn, nó tăng giá lên 10 đô tức là gấp 4 lần lên nhảy thì nó mới là gì ạ, là 500 triệu đô với một sàn giao dịch gọi là có nhiều thành viên thì đồng coin nó khoảng độ 10 đô là rất là bình thường, với một cái tổng cung có 100 triệu thì rất bình thường, rất là rẻ luôn đúng không ạ, kể cả là chúng ta mua hold thôi cũng được. Và thằng này thì nó đang có chính sách hút thành viên cực kỳ tốt, hút nhà đầu tư, hút khách hàng cực kỳ tốt đấy ạ, thì khẳng định luôn là nó sẽ gì ạ, nó sẽ liên tục tăng, chắc chắn là nó sẽ tăng. Và anh chị em nhìn xem này, ở cái cộng đồng nha, cái cộng đồng là 93% là mọi người sẽ gì ạ, bình chọn nó là tăng, chỉ có 7% bình chọn là giảm thôi. Trong khi anh chị em biết là tổng thị trường hiện nay ấy, tổng thị trường hiện nay à, anh chị em chúng ta có thể xem tổng quan thị trường hiện nay à, chúng ta vào coin market cap. Đó đây, coin market cap đây. Thì chúng ta xem tổng quan thị trường hiện nay thì cái chỉ số này nó có 37 thôi anh chị em này. Cái chỉ số mà fear và greed này, tham lam và sợ hãi này, nó có 37 thôi. Trong khi cái chỉ số này của UB nó lên bao nhiêu ạ? Nó lên 93%. Nó 93%. Đấy là lý do tại sao mà Bitcoin cả thị trường có giai đoạn là giảm giá nhưng mà thằng này nó vẫn tăng là vậy. Được chưa ạ? Mọi người vẫn cứ tham lam và mọi người đều nghĩ rằng nó tăng thì tức là gì ạ? Nếu như mà nó tăng 10 ông thì 9 9 ông nghĩ nó tăng thì 9 ông đấy thứ nhất là sẽ không bán, nếu mà đang nắm giữ sẽ không bán. Đúng không ạ? Sẽ không bán bởi vì nó tăng mà tội gì bán. Bán sớm làm gì? Được chưa ạ? Cái thứ hai lại còn mua thêm. Có phải không ạ? Mua thêm và cứ mua thì giá lại tăng thôi. Cái nhu cầu mua nhiều thì giá tăng. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Cái chỉ số này nó sẽ rất là gọi là đáng quan tâm. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Tiếp theo. Đấy. Tiếp theo là cái phần mà lãi suất. Đấy, lãi suất của cái thằng stake này. Thế thì với cái thằng stake này ấy, nó rất là nhiều cái khoản để cho chúng ta lựa chọn, rất là linh hoạt để chúng ta lựa chọn 15 ngày, 30 ngày, 90 ngày, đấy, 180 ngày hay là 360 ngày, tức là 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Được chưa? Chúng ta có thể là test gọi là thử nghiệm trong 15 ngày. Đấy, hoặc là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Được chưa? Và tất nhiên rồi chúng ta stake càng lâu thì cái lợi nhuận càng tốt. Ví dụ như là stake 15 ngày thì có lợi nhuận có 0,5% một ngày. Nhưng mà stake 1 năm thì lợi nhuận là 0,85% một ngày. Được chưa? Đó. Và tổng cái APR tức là gì ạ? Là cái phần trăm tổng phần trăm một năm là 310% một năm. Tức là gì ạ? Nếu mà chúng ta stake 1.000 đô thì chúng ta sẽ nhận về khoảng 4.000 đô, bởi vì là chúng ta sẽ lãi ra khoảng 3.000 đô. Đó, tổng số lãi chúng ta sẽ nhận được là khoảng độ 3.000 đô. Đó, 3.100 đô. Được không ạ? Đây là cái lợi nhuận, được nhận lợi nhuận theo năm, nếu mà chúng ta stake theo năm. Và nếu chúng ta cảm thấy yên tâm thì chúng ta nên chọn cái gói theo năm. Còn nếu chúng ta cảm thấy chưa yên tâm, chưa an toàn, chưa hiểu thì chúng ta chọn gói theo tháng, theo ngày, theo 15 ngày hoặc là 30 ngày tùy. Đúng không ạ? Đấy. Ok nha. Thì đấy là cái về phần phần stake.
Được chưa ạ? Rồi. Ở đây thì Huy có cái chiến lược đầu tư phù hợp dành cho những nhà đầu tư ít vốn, nhiều vốn. Ví dụ nhà đầu tư cẩn trọng như Huy vừa nói, rồi nói đó là chúng ta sẽ đầu tư những cái gói ở ngắn ngày, 15 ngày, 30 ngày thôi để chúng ta test. Trong quá trình đấy chúng ta tìm hiểu tiếp. Được chưa ạ? Tiếp theo nó dành cho những nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận. Đấy, thì phía sau thì sẽ trình bày các cái chiến lược đầu tư làm sao để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn an toàn. Đấy, nhiều ít vốn thì chúng ta đầu tư theo cách nào, nhiều vốn thì chúng ta đầu tư theo cách nào. Đấy, thì cái phần này thì Huy sẽ chỉ dành cho những anh chị em nào mà cảm thấy ok, cảm thấy hiểu rồi, không còn câu hỏi gì nữa thì Huy sẽ chia sẻ. Còn bây giờ thì Huy sẽ dành thời gian để anh chị em chúng ta sẽ hỏi đáp. Được chưa ạ? Anh chị em chúng ta có thể bật mic lên hoặc là chúng ta chat xuống những câu hỏi của mình trong cái quá trình vừa rồi. Nếu mà anh chị em chúng ta chưa hỏi, chưa hiểu chỗ nào đó, thì cứ hỏi. Còn nếu anh chị em ok rồi thì cứ comment là ok. Nếu mà anh em ok hết thì Huy sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là chiến lược đầu tư cũng như là affiliate thì như thế nào, rồi đầu tư thì như nào. Không ạ? Ok, anh chị em comment đi ạ. Có câu hỏi nào thì anh chị em comment xuống, hoặc là không có câu hỏi nào thì anh chị em comment là ok. Đấy ạ. Nếu anh chị em nào mà chưa đăng ký thành viên thì comment là số 1, đăng ký rồi mà đăng ký dưới cái link của Huy rồi thì comment là số 2. Đăng ký link khác thì comment là số 3. Ở đây thì Huy gửi lại cái đường link cho anh chị em. Anh chị em nào mà chưa đăng ký thì có thể bấm vào cái đường link. Anh chị em đăng ký thì rất là nhanh thôi. Đăng ký mất khoảng độ 1 phút là chúng ta có thể đăng ký xong nhá. Ok, nếu mà anh chị em không có câu hỏi thì Huy xin phép là chuyển sang phần tiếp theo được không ạ? Nhá. Chuyển sang phần tiếp theo nhá. Rồi. Phần tiếp theo thì ở đây thì Huy sẽ vào thẳng trực tiếp cái thằng này nha. Rồi. Đây nha. Thứ nhất là Huy chia sẻ về cái affiliate cũng như là cái cơ hội để mình có thể kiếm thu nhập dành cho những anh chị em nào mà xác định làm affiliate trước nha. Đấy. Vừa rồi thì anh chị em đầu tư thì chúng ta đã biết được các cái gói đầu tư rồi. Và đây là Huy chia sẻ cho anh chị em là muốn làm affiliate, tức là muốn chia sẻ cho cộng đồng, cho người khác. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nhận được tối đa 40% hoa hồng ở trên.